Thanh Hằng xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 5, cũng là tập cuối vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Tiểu Phi, Lục Tử Hàn gào lên, sau đó lao nhanh về phía của Lam Phi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, thế giới của Lục Tử Hàn trở nên sụp đổ. Ngay lúc hắn nhảy xuống, cũng may Du Minh Hậu xuất hiện kịp thời, nắm lấy cánh tay của hắn. Cả người Lục Tử Hàn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ như pho tượng. Mẹ kiếp, cậu định tu thủ thật à? Bố tay tôi ra. Giọng nói của Lục Tử Hàn không chứa chút cảm xúc. Hắn đã từng coi Tiểu Phi là mạng sống của hắn. Hắn đã từng yêu cô như vậy. Tại sao đến cả cô cũng rời bỏ hắn mà đi? Thấy Lục Tử Hàn không quyết định bám lấy tay của mình, Du Minh Hạo cố gắng dùng hết sức lực giữ chặt lấy tay hắn. Hai người theo độ dốc từ từ trượt xuống vách đá. Du Minh Hạo cắn răng, miệng không ngừng chửi thề. Cả người hắn đổ mồ hôi, ướt đẫm. Lục Tử Hàn, nghe đây, cậu mà chết, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cho dù Du Minh Hạo có nói bao nhiêu đi chăng nữa, thì Lục Tử Hàn vẫn không hề để tâm đến. Hắn vừa mới chứng kiến cảnh Tiểu Phi rơi xuống biển. Ý nghĩ của hắn lúc này chỉ muốn cùng cô xuống đó. Trước đây, hắn chưa từng coi trọng mục đích sống tiếp. Từ khi hắn gặp cô, hắn vì cô mà sống, vì cô mà cố gắng kiếm tiền, vì cô mà định sẵn kế hoạch tương lai, cũng vì cô mà biết thế nào là quan tâm chăm sóc một người. Cô ấy bỏ tôi rồi. Người đâu? Người đâu? Khi Du Minh Hậu lớn tiếng gọi thuộc hạ của mình đến, anh ta sắp kiệt sức đến nơi rồi. Cũng may, rất nhanh sau đó, thuộc hạ của Du Minh Hậu cũng chạy tới kịp lúc, kéo cả hai người lên. Cả người Lục Tử Hàn lúc này bê bết máu, hắn thất thần như người vô hồn nằm im dưới đất. Ánh mắt hắn lúc này cũng chỉ có sự đau đớn, không ngừng chảy lệ. Sự tỏa sáng thường ngày của Lục Tử Hàn giờ đây không còn nữa. Điều này khiến Du Minh Hậu không khỏi kích động. Ai ta lập tức cúi xuống, nắm chặt lấy hai bả vai của Lục Tử Hàn, nói: tôi sẽ cho người đi tìm kiếm cô ấy. Tử Hàn, cậu tỉnh lại cho tôi. Bên tai của Lục Tử Hàn lúc này chỉ có những âm thanh ù ù, không thể nghe thấy bất cứ cái gì. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn cảnh Tiểu Phi toàn thân đầy máu nhảy xuống vực kia. Cậu như thế này làm sao có thể trả thù cho cô ấy? Đúng rồi, trả thù. Lục Tử Hàn bất giác lấy lại tinh thần. Hắn ngồi bật dậy, bất chấp cả người đầy vết thương, lao thẳng đến chỗ một tên đàn em cướp lấy súng. Dù Minh Hạo muốn chạy theo, nhưng tốc độ của Lục Tử Hàn rất nhanh. Hắn chạy mãi cho đến khi thấy xe của Du Minh Hậu trước mặt. Lục tiên sinh, đưa chìa khóa xe đây. Tên đàn em kia thấy gương mặt đang đăng sát khí của Lục Tử Hàn thì sợ hãi, vội vàng giao chìa khóa xe cho hắn. Lục Tử Hàn mở cửa, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi. Du Minh Hậu nhìn thấy tình hình không ổn, liền khởi động điện thoại kết nối với bộ đàm trên xe của Lục Tử Hàn. Tử Hàn, cậu bây giờ phải thực sự bình tĩnh. Đến bệnh viện chữa trị vết thương trước đã. Cậu... Lời còn chưa dứt, Du Minh Hậu đã nghe thấy tiếng tút tút vọng đến. Ai ta không nghĩ nhiều, lên một chiếc xe khác, mở bản đồ định vị ra, đuổi theo. Nhìn tình hình của Lục Tử Hàn hiện tại, không khéo, hắn sẽ đi giết chết Bạch Khuê Sảo. Lúc Du Minh Hậu đến đây, Bạch Lấp Vĩ đã cho người đến mang Bạch Khuê Sảo về nhà họ Bạch. Gia thế của Bạch gia bây giờ không phải muốn hạ là hạ được. Bà của Bạch Khuê Sảo đang tranh cử nên được dư luận đặc biệt chú ý. Nếu Lục Tử Hàn làm ra cái chuyện điên rồ gì, chỉ sợ đến cả Du Minh Hậu cũng không thể bao che được. Không biết qua bao lâu, Du Minh Hậu vừa đặt chân xuống trước cổng lớn Bạch gia, một cảnh hoang tàn xuất hiện trước mặt anh ta. Ai ta cùng thuộc hạ chạy vào bên trong. Trên đường đi, rất nhiều người vệ sĩ
bị giết chết, máu chảy thành dòng dưới đất. Vừa đến đại sảnh, một tiếng súng từ bên trong vọng đến. Dù Minh Hậu liền đạp cửa lớn ra. Trong mắt anh ta, Lục Tử Hàn lạnh lùng cầm khẩu súng trong tay, từng giọt máu chảy từ gương mặt hắn xuống, chẳng khác gì một vị thần chết đi đòi mạng. Dù Minh Hậu đã đến muộn. Dưới chân của Lục Tử Hàn, cả nhà họ Bạch nằm trong vũng máu, thi thể chồng chất lên nhau. Thế thảm nhất là Bạch Huynh Sảo, cô ta nằm một mình một chỗ, cả người bị bắn 9 phát đạn. Không những vậy, chân tay còn bị bẻ ngoặt đi. Dù trả được thua cho La Phi, nhưng Lục Tử Hàn lại không mấy vui vẻ gì. Hắn nhìn xuống khẩu súng rồi nhìn về phía của Du Minh Hậu. Trước đây hắn làm việc cho Du Minh Hậu vì muốn trả thù Lục gia, sau đó hắn lấy La Phi. Lúc ấy hắn mới nhận thức được bản thân sẽ phải trở nên mạnh mẽ, buộc phải có nhiều tiền và địa vị, như vậy mới có thể bảo vệ cho vợ hắn. Vậy mà hắn lại làm cho cô thất vọng. Đến cả bảo vệ người hắn yêu nhất mà hắn không làm được, tiền tài và danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa? Lục Tử Hàn cầm chặt khẩu súng trong tay, từ từ đưa lên thái dương. Dù Minh Hậu tái mặt, nhanh chóng chạy lên, nhưng lại bị Lục Tử Hàn giơ một tay ý bảo dừng lại. Tử Hàn, tôi biết hiện tại cậu rất đau khổ, nhưng chưa tìm thấy làm gì, chưa thể xác định được cô ấy đã chết. Cậu đừng làm chuyện dại dột nữa. Mặc dù những lời của Du Minh Hậu nghe rất thuyết phục, nhưng làm sao có thể lừa được Lục Tử Hàn chứ? Từ vách vực đó ngã xuống, mấy ai có thể may mắn sống sót? Đã vậy, La Phi còn đang bị thương, nội thương và ngoại thương cộng lại, khả năng sống sót rất là nhỏ. Anh không thể lừa tôi. Tiểu Phi của tôi đi rồi, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đừng, Tử Hàn, cậu đừng làm cái chuyện ngu ngốc đó. Cậu không nghĩ đến bản thân, cậu cũng phải nghĩ đến tôi chứ. Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? Lời nói của Du Minh Hậu hiện tại không thể làm lay chuyển được Lục Tử Hàn. Hắn nhắm mắt lại, bên tai lại vọng đến giọng nói ấm áp của La Phi. Ông xã, sinh nhật vui vẻ. Em nhớ anh. Ai phải để ý bản thân một chút chứ, em không thể mãi ở bên cạnh nhắc anh được. Em yêu anh, ông xã. Nếu anh bắt em ký vào đơn ly hôn, em sẽ nhảy lầu tự tử. Con người em luôn ích kỷ như vậy, cho dù có chết cũng không muốn thấy anh vì em mà bên người khác. Sao hắn lại ngu như vậy? Đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên nói ra chuyện ly hôn với cô. Lục Tử Hàn không kiềm nén được sự đau khổ đang giằng xé trong lòng. Tiểu Phi, đáng lẽ em nên đợi anh. Rất nhanh thôi, anh sẽ đến với em. Anh đã từng nói rồi, anh sẽ không để em một mình. Nếu có chết, chúng ta chết cùng nhau. 6 năm sau, tại một hòn đảo trên biển, hai đứa trẻ, một trai một gái, đang ngồi lười biếng, tựa lưng vào gốc cây, xem những ngư dân đang đánh bắt. Tiểu Hải, mẹ bao giờ mới xong việc? Em đói rồi. Cô im đọc sách, lát nữa mẹ xong sẽ đón chúng ta. Khác với cô bé Tiểu Ngư, Tiểu Hải chính là một đứa nhóc vô cùng hiểu chuyện. Chỉ là sinh ra trước đứa em gái này có vài phút nên trọng trách đều phải đến tay Tiểu Hải làm. Tiểu Cư nhìn thấy anh trai vẫn bình tĩnh đọc sách, cô bé không chịu, muốn đứng dậy. Lúc này một người phụ nữ chân lấm tay bùn từ ngoài biển kia đi vào, trên tay là một rổ cá đầy. Hai mắt của Tiểu Ngư sáng lên, lon ton chạy đến ôm chân người phụ nữ kia. Mama, xong việc chưa? Con đói rồi. Thư Hoa nhìn con gái, khóe môi nở nụ cười tươi. Cô đưa mắt nhìn về phía đứa con trai vẫn đang ngồi đọc sách, tựa vào gốc cây kia, nói lớn. Tiểu Hải, chúng ta về thôi. Hôm nay mẹ cùng cô nại mễ bắt được nhiều cá lắm. Thằng bé từ tốn gấp sách lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Thư Hoa. Nó đưa mắt nhìn cô một cách trầm tĩnh, rồi cùng cô trở về nhà. Đảo này được gọi là đảo tròn, đơn giản vì hình của nó. Nếu nhìn từ trên cao xuống, giống hệt hình tròn. Người dân trên đảo ai cũng thân thiện. Thư Hoa cùng hai đứa bé đi bộ theo con đường lớn vào trong làng. Nhà của cô là một tòa nhà được xây theo cấu trúc đặc biệt. Vì chồng cô là một tiến sĩ nên đặc biệt có cả tầng hầm, nơi là phòng thí nghiệm của anh ấy. Tiểu Cư vừa giúp mẹ mở cửa, một mùi hương
xộc vào mũi, khiến hai đứa nhỏ chảy cả nước miếng. Người đàn ông điển trai đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn cầm cái muỗng. Tiểu Ngư vui vẻ vội chạy đến ôm chầm lấy chân của người đàn ông đó. "Ba, hôm nay nấu ăn sao? Ba đúng là tuyệt vời nhất." "Tiểu Ngư, hôm nay có làm phiền mẹ không đấy?" Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên lắc đầu. Người đàn ông ngồi xuống bế cô nhóc lên, đến khi anh nhìn về phía Tiểu Hải thấy nó vẫn đang đứng đó thì định giơ tay xoa đầu thằng bé, ai ngờ nó lại né tránh. "Con xin lỗi, nhưng ba có thể rửa tay không ạ?" "À, ba xin lỗi con trai, là ba vô ý, quên mất con thích sạch sẽ." Thư Hoa không vui nhìn Tiểu Hải thở dài, con trai cô sao lại không giống em gái hoạt bát dễ thương của nó một chút nào. Từ khi sinh ra, thằng bé đã có tính cách khác người, trong khi Tiểu Ngư lúc nào cũng làm nũng, khóc nhè, thì Tiểu Hải chưa từng quấy khóc, đã đâu nằm đó. Càng lớn lên, Thư Hoa càng cảm thấy tính cách của Tiểu Hải càng lạ. Thằng bé mắc bệnh sạch sẽ, không thích giao du với bạn bè, thích đọc sách và nghiên cứu thí nghiệm cùng ba. Nhiều lần, Thư Hoa cũng định đưa Tiểu Hải vào đất liền gặp bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, vì quá bận rộn nên chưa có thời gian đi được. "Hạc Hiên, anh đừng trêu Tiểu Ngư quá. Con bé là công chúa của anh, không trêu sao được." Vừa nói, Hạc Hiên vừa thơm vào bên má mũm mĩm của Tiểu Ngư rồi bế con bé vào trong. Thư Hoa hết nói nổi, cô vội vàng đi vào phòng tắm, định gội rửa sạch sẽ một lượt rồi dàn cơm. Bàn ăn hôm nay rất thịnh soạn, Hạc Hiên không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một đầu bếp chính hiệu. Ngoại trừ suốt ngày anh chỉ nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm ra, thì Thư Hoa không thể chê anh bất cứ việc gì. Trong bữa ăn, Hạc Hiên liên tục gắp cho Thư Hoa và hai đứa bé những món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bữa cơm lúc này vô cùng đậm ấm biết bao. "Hạc Hiên, ngày mai em định đưa Tiểu Hải vào đất liền để gặp bác sĩ tâm lý." "Cũng được, vậy mai Tiểu Ngư sẽ ở nhà với anh. Tiểu Hải như vậy, anh lại bận thí nghiệm, không cùng em đi được, anh xin lỗi hai mẹ con." "Không có gì đâu, dạo này anh khách sáo quá." Tiểu Ngư gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hạc Hiên bằng đôi mắt thích thú. "Vậy là mai con ở nhà với ba hả?" "Đúng rồi con gái." "Vậy mai ba cùng con làm ngôi nhà công chúa được không? Con gấp mãi mà chưa xong." "Đương nhiên, tiểu công chúa của ba đã nhờ thì ba đương nhiên không thể từ chối rồi." Sau bữa cơm, Tiểu Ngư nhanh chóng trèo lên ghế, mở ngay bộ phim yêu thích chăm chú xem. Còn Tiểu Hải thì trở về phòng đọc sách. Thư Hoa vừa rửa bát xong, Hạc Hiên trở lại, trên tay cầm một viên thuốc và một cốc nước đưa cho cô. Do thân thể của Thư Hoa rất yếu ớt, trước đây còn mắc bệnh nặng trong khi mang thai, nên bây giờ vẫn phải dùng thuốc để duy trì. Uống xong viên thuốc quen thuộc, cơ thể của Thư Hoa bắt đầu trở nên mệt mỏi. Hạc Hiên vội đến bế cô về phòng ngủ. "Bao giờ em mới không phải uống thuốc nữa?" "Anh đã điều chế ra một loại thuốc để loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể em rồi. Chỉ mấy hôm nữa thôi." Thư Hoa đương nhiên tin tưởng lời nói của Hạc Hiên. Mấy năm nay anh chăm sóc cô rất tốt, không vì cô bị bệnh mà bỏ rơi cô. Tuy không hiểu sao cô lại không nhớ được ký ức mà trước kia quen Hạc Hiên, nhưng cô không bận tâm về điều đó. Bây giờ cuộc sống của cả hai rất tốt, cô cũng chẳng có gì vướng bận cả. Ngồi bên cạnh Thư Hoa, đến khi cô chìm vào giấc ngủ, Hạc Hiên đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi xuống tầng hầm là phòng thí nghiệm. Cửa chính vừa mở ra, một mùi thuốc xộc vào mũi. Hạc Hiên chỉnh lại mắt kính, khoác chiếc áo dài trắng lên người, đeo găng tay bảo hộ rồi bắt đầu làm việc. Mấy năm nay, điều mà anh ta luôn theo đuổi chính là điều chế ra loại thuốc để giải độc tố trong cơ thể của Thư Hoa. Loại độc trong cơ thể cô vốn là loại độc thử nghiệm. Người phát minh ra cái thứ này chỉ có thể là anh trai của Hạc Hiên. Nhưng anh trai của anh đã mất cách đây 6 năm trước rồi. Sau ngày anh trai mất, mấy tháng sau anh ta gặp được Thư Hoa. Lúc ấy, cả người cô tỏa là máu, nằm trên vách đá ven biển. Ban đầu, Hạc Hiên không quyết định cứu cô, đơn giản chỉ là đưa cô đến bệnh viện. Nhưng sau đó anh phát hiện ra cô trúng phải loại độc này nên mới hứng thú đem cô về đảo. Thư Hoa là ai anh cũng không biết,
Khi ấy, cô bị mất trí nhớ. Vì muốn giữ cô lại để nghiên cứu ra thuốc giải, nên anh mới nói dối. Anh nói cô tên là Thư Hoa, hai người là vợ chồng. Trong quá trình điều trị cho Thư Hoa, vốn Hạc Hiền suýt nữa đã giải độc thành công. Tuy nhiên, anh lại phát hiện cô mang thai. Chính vì điều này mới khiến cho kế hoạch bị trễ nải đến bây giờ. Thuốc giải năm ấy cũng không thể đảm bảo tính mạng của đứa bé trong bụng, nên Hạc Hiền không dám mạo hiểm. Anh sống với Thư Hoa cũng đã được mấy năm, bất giác lại coi cô như vợ mình thật. Tiểu Ngư và Tiểu Hải từ nhỏ do một tay anh chăm sóc, hiện tại muốn chối bỏ trách nhiệm của một người ba, anh không làm được. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh cho đến khi Tiểu Hải gõ cửa đi vào trong. Ba vẫn đang làm việc sao? Con trai có chuyện gì không? Tiểu Hải không nói gì, đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Có thật ba là ba của con và Tiểu Ngư không? Đột nhiên nghe Tiểu Hải hỏi vậy, Hạc Hiền có chút chột dạ. Rất nhanh sau đó, anh tháo găng tay ra, đi đến ngồi xuống đối diện với thằng nhóc. Ba đương nhiên là ba của hai đứa rồi. Vậy tại sao con và Tiểu Ngư lại không giống ba? Hạc Hiền bật cười, lời nói của trẻ con quả thật rất ngây thơ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng bé. Tiểu Hải bất giác nhíu mày. Hạc Hiền vẫn dịu dàng giải thích. Bà đã rửa tay sạch sẽ rồi. Còn nữa, hai anh em con là giống mẹ. Thật sao ạ? Đương nhiên, chẳng phải con cũng thích thí nghiệm sao? Tính cách giống ba thế còn gì? Lời nói của Hạc Hiền nghe rất xuôi tai. Tiểu Hải chăm chú mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu. Lúc này Hạc Hiền mới cúi xuống bế thằng bé lên. Nào, chuẩn bị đi ngủ sớm chút, mai còn phải vào đất liền với mẹ đấy. Sáng hôm sau, Thư Hoa và Tiểu Hải dậy từ rất sớm. Dĩ nhiên Hạc Hiên còn dậy sớm hơn cả hai mẹ con cô. Khi hai người vào phòng ăn, Hạc Hiên đã chuẩn bị đồ ăn đồ ra đấy rồi. Anh có chuẩn bị hai hộp cơm cho hai mẹ con. Bây giờ ra thuyền vẫn còn sớm, hai mẹ con ngồi trên thuyền có thể dùng bữa. Nhận lấy hộp cơm, Thư Hoa dắt tay của Tiểu Hải rời đi, còn không quên nói lời cảm ơn với ông xã. Hai mẹ con đi ra ngoài cảng, nhanh chóng lên một chiếc thuyền lớn. Ngư dân Âu Đảo cứ một tuần vào đất liền mua đồ dùng hoặc là buôn bán nên sẽ có rất nhiều tàu, nhưng phải tùy từng khung giờ mới có một chuyến chở khách. Chủ tàu là người trên đảo nên vừa trông thấy Thư Hoa thì cho hai mẹ con cô ngồi chỗ tốt nhất, bởi vì Hạc Hiên nói với mọi người rằng cô bị bệnh, cơ thể suy yếu nên người dân trên đảo thấy cảm thương luôn giúp đỡ cho cô. Tàu nhủ leo đi xa biển lớn, không hiểu sao trong lòng của Thư Hoa lúc này cảm thấy bồn chồn khó tả. Đây là lần thứ hai cô bước chân vào đất liền. Lần đầu tiên là sinh hai đứa nhóc, trên đảo không có thiết bị y tế cần thiết, cô lại khó sinh nên Hạc Hiền mới bất chấp đưa cô vào bệnh viện trong đất liền. Giờ lần nữa quay lại đây, thật sự cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tại khu chung cư cao cấp tầng 32, hôm nay Du Minh Hậu dắt tay Tiểu Luân đem một bó hoa đến gặp Lục Tử Hàn. Ba, hôm nay có phải sinh nhật của chú Tử Hàn không? Nên ba mới tặng hoa cho chú ấy sao? Ừ, tối nay con nhớ dặn mẹ đừng nhỡ miệng nhắc lại cô làm phi như năm trước nữa đấy. Nói đến đây, bất giác Du Minh Hậu thở dài. Năm ấy Lục Tử Hàn muốn nổ súng tự sát đi theo làm phi, nếu không phải một thuộc hạ của anh nhanh trí nắm vào tay của Lục Tử Hàn khiến cho khẩu súng rơi xuống, thì chỉ sợ mạng hắn đến bây giờ cũng không còn. 6 năm nay, Lục Tử Hàn luôn tìm kiếm người con gái tên là Lạp Phi ấy. Tuy hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Du Minh Hạo biết hắn luôn sống trong sự đau khổ. Năm đó, Lục Tử Hàn nổi cơn điên, sát hại cả Bạch Gia, trả thù cho Lạp Phi. Du Minh Hạo đã không biết mất bao nhiêu sức lực, ngụy tạo bằng chứng, nhờ mối quan hệ mới giúp được Lục Tử Hàn không phải ngồi tù. Bạch Gia chết khiến cho những gia tộc lớn khác như mở cầu trong bụng. Chính vì lý do này mới khiến cho phía cảnh sát không truy cứu thêm nữa. Phó Bộ trưởng Bạch làm nhiều việc thất đức, lại tham ô số tiền lớn khiến lòng người cảm phẫn. Khi nghe tin ông ta chết cũng khiến bao người mở tiệc ăn mừng. Dù Minh Hậu quét thẻ mở cửa trong khu căn hộ của Lục Tử Hàn lúc nào cũng yên lặng như vậy. Tiểu Luân thay một đôi dép đi trong nhà rồi chạy vào, khung cảnh trước mắt
khiến thằng bé sững sờ. Trên tường, chỗ nào cũng treo hình của Lam Phi, mà Lục Tử Hàn đang ngồi ở ban công, nhẹ nhàng lau khung ảnh một cách cẩn thận. Dù Minh Hậu đặt bó hoa lên bàn, sau đó đi về phía ban công, nói vọng ra. Tử Hàn, tối nay tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, nhớ đến đó. Không cần anh phải tổ chức đâu, năm nào cũng tổ chức, cuối cùng thì chẳng ra cái gì. Nụ cười trên miệng Du Minh Hậu cứng đờ. Đúng là năm nào Du Minh Hậu cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Tử Hàn, nhưng mà vì có một số lời lỡ nhắc đến tên của Lam Phi, chính vì thế tiệc dù có to đến đâu thì vẫn thiếu vắng nhân vật chính. Dù sao năm nay Du Minh Hậu đã rút ra kinh nghiệm, Cẩm Vận đang mang thai đứa bé thứ ba, chắc chắn sẽ ở nhà dưỡng thai, chính vì thế sẽ không có sai sót gì xảy ra nữa. À, lát nữa tôi có cuộc họp gấp, cậu giúp tôi đưa Tiểu Luân đến bệnh viện khám định kỳ. Mà thôi, tôi đi luôn đây, nhớ giúp tôi đưa thằng bé đi đấy, tôi liên hệ với bác sĩ trước rồi. Vừa dứt lời, Du Minh Hậu vội vàng bỏ đi. Còn Tiểu Luân tiến lại gần Lục Tử Hàn, ngồi xuống nhặt tấm ảnh của Lam Phi lên, lấy tay áo lau bụi đi. Lục Tử Hàn dừng động tác, nhìn thằng bé không nói gì. Chú rất nhớ cô ấy, đúng không? Đúng. Cháu cũng rất nhớ cô ấy. Câu nói này của Tiểu Luân bất giác khiến cho Lục Tử Hàn nở nụ cười. Hắn vươn tay xoa đầu thằng bé, rồi ôm đống ảnh dưới đất đứng dậy. Đi, chú dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra. Thử Hoa làm hết thảy thủ tục rắc rối cho Tiểu Hải một lượt cũng đã đến trưa. Hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện cực kỳ đông đúc, hai mẹ con cô phải ngồi đợi lấy sổ mãi mới đến lượt khám. Con trai cô không mắc bệnh gì cả. Không những vậy, sau khi kiểm tra, tôi thấy thằng bé rất thông minh. Sao lại như vậy được? Bác sĩ, có phải ông chẩn đoán sai rồi không? Vị bác sĩ già xem qua hồ sơ bệnh án của Tiểu Hải, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm thằng bé, gật đầu kết luận. Tôi đã làm một loạt kiểm tra rồi, chẳng qua con trai cô phần não hơi phát triển sớm một chút. Điều này chứng tỏ thằng bé khi lớn lên chắc chắn sẽ rất nổi bật. Thư Hoa cảm ơn bác sĩ, dù dẫn Tiểu Hải ra ngoài. Cô ngồi đợi từ sáng đến trưa chỉ để nghe câu này thôi sao? Tiểu Hải thật sự là một đứa trẻ bình thường, không mắc vấn đề tâm lý gì ư? Tiểu Hải, hôm nay đến đây rồi, mẹ dẫn con đi công viên chơi nha. Không muốn. Tại sao? Con muốn mua thêm sách để đọc. Được rồi, con của cô theo lời bác sĩ chính là trường hợp nổi bật, thằng bé muốn đọc sách để bổ sung kiến thức. Người làm mẹ như cô sao có thể cản con đường học tập của con trai được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kỳ quái. 5 tuổi, con người ta thì dễ thương, thích chơi đùa, còn con trai cô thì đã biết chữ rồi lại còn thích đọc sách. Thư Hoa nắm lấy tay của Tiểu Hải đi về phía thang máy. Đúng lúc thang máy vừa mở ra, thời Lục Tử Hàn dẫn Tiểu Luân đi đến hành lang. Tiếc rằng hắn đã chậm một bước. Chú, hình như cháu vừa thấy bóng lưng của cô. Được rồi, đến giờ vào khám, đừng nghĩ linh tinh. Mỗi lần nhắc đến Lam Phi là trong lòng Lục Tử Hàn lại kích động không yên. Bao năm nay hắn luôn đi tìm kiếm hình bóng của cô. Hắn kiếm cô suýt nữa phát điên đến nơi. Thậm chí mỗi lần đi trên đường, hắn luôn nhận nhầm bóng lưng của vô số người phụ nữ. Hắn chưa từng tin Tiểu Phi của hắn đã chết. Chẳng qua chấp niệm trong hắn quá sâu nặng, không thể nào chối bỏ được. Chính vì vậy hắn mới không tin lời của Tiểu Luân, chắc là bóng lưng người giống người mà thôi. Thử Hoa sát Tiểu Hải vào một tiệm sách. Hai mắt thằng bé bắt đầu sáng lên, vội vàng đi vào tìm những cuốn sách mà bản thân yêu thích. Những đứa bé tầm tuổi của Tiểu Hải cũng đang lựa sách cùng người thân. Có vài bé gái nhìn chăm chăm vào Tiểu Hải, quay sang nói với mẹ. Bạn kia xinh đẹp quá, con muốn chơi với bạn ấy. Kỳ thực, Thư Hoa cũng muốn Tiểu Hải có nhiều bạn bè. Những đứa trẻ khác rất ưa thích ngoại hình xinh đẹp của thằng bé, muốn kết bạn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Quả nhiên, tiểu khóc của một bé gái vọng đến, thu hút mọi người. Cô chạy đến bên cạnh của Tiểu Hải, thấy thằng bé với vẻ mặt lạnh tanh nhìn bạn gái kia khóc. Miểu Miểu, sao con lại khóc? Mẹ của đứa bé kia nhanh chóng chạy đến dỗ dành con gái. Thư Hoa chỉ đành cúi xuống xin lỗi, dù bao Tiểu Hải nhận lỗi với bạn gái kia. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, phải đối xử với các bạn nữ dịu dàng, không nên làm người ta khóc chứ.
tại cậu ta muốn chạm vào người con. Thu Hoa cũng cạn lời luôn. Bệnh sạch sẽ của Tiểu Hải có qua mức nghiêm trọng không? Giải quyết xong vụ này, Thu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Hải vẫn tiếp tục làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi tìm sách. Bước chân của thằng bé dừng lại một cách kệ, muốn lấy quyển sách ở kệ cao nhất, nhưng mới phát hiện ra bản thân vẫn không đủ cao, kiễng chân mãi mà vẫn chưa lấy được. Cũng may có một anh trai tốt bụng giúp Tiểu Hải lấy cuốn sách. Em cần cuốn này hả? Thằng bé gật đầu. Tiểu Luân mỉm cười đưa quyển sách cho Tiểu Hải. Thằng bé nhận lấy rồi lễ phép cảm ơn. Đúng lúc này, Lục Tử Hàn xuất hiện, xoa đầu của Tiểu Luân, dặn dò: "Cháu lấy sách nhanh đi, chúng ta còn phải về." Tầm nhìn của Lục Tử Hàn di chuyển xuống người của Tiểu Hải, cả người hắn bỗng dưng cứng đờ. Thằng bé này khiến hắn có chút quen mắt. Hắn đã từng gặp thằng bé này ở đâu sao? Tiếp theo, lời nói của Tiểu Luân khiến cho Lục Tử Hàn càng chấn động hơn. "Chú nhìn em ấy xem, có phải em ấy rất giống chú không? Hệt như phiên bản mini vậy." Tiểu Hàn ôm chặt cuốn sách trong tay, cả người không nhúc nhích. Một bàn tay thon dài vừa đến nắm lấy tay của thằng bé. Thư Hoa lên tiếng bằng giọng điệu hơi tức giận: "Mẹ con chưa nói chuyện với con mà con đã chạy đi rồi. Chỉ hàm mê cuốn sách này quá thôi." Thời gian trước mặt như ngưng động lại. Lục Tử Hàn dường như không tin vào mắt mình nữa. Lán đang mơ hay là sự thật đây? Tiểu phi của hắn cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Hình bóng người con gái ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn. "Tiểu Phi, là em sao? 6 năm qua em đi đâu vậy? Anh thật sự rất nhớ em." Lục Tử Hàn như người mất hồn, ánh mắt hắn long lanh ngấn nước, đi lên mấy bước muốn chạm vào gương mặt của cô. Thư Hoa bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho dọa sợ, lùi về phía sau. "Xin lỗi, chúng ta quen nhau à? Anh đã tìm kiếm em rất lâu, anh không thể ngừng nhớ em được. Tiểu Phi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em." Thư Hoa thật sự không biết người đàn ông trước mặt đang nói gì. Hai mắt cô ngơ ngác nhìn hắn. Chợt, Lục Tử Hàn ôm chầm lấy cô. Hắn không nhận sai, người con gái trước mặt chính là Tiểu Phi của hắn. Trên đời, làm sao có người lại giống nhau thế? Cũng làm gì có sự trùng hợp, ngay cả mùi hương trên người cũng giống. Ngoài Tiểu Phi của hắn ra thì không ai có thể có được mùi hương này. Lục Tử Hàn vì kích động, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng khóc, cũng dằn vặt một mình trong sự cô đơn. Mất đi cô, cuộc đời hắn không còn ý nghĩa gì nữa. "Vị tiên sinh này, hình như anh nhận nhầm người rồi. Anh..." Để một người đàn ông lạ mặt ôm thì không tốt lắm. Thư Hoa định đẩy hắn ra, ai ngờ cô thấy hắn run rẩy như đang khóc. Để một người đàn ông mà rơi nước mắt, rốt cuộc người đàn ông đó đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì mới trở nên yếu đuối như vậy? Thư Hoa thấy người đàn ông này có chút đáng thương, thôi thì để tạm anh ta ôm một cái cũng không gì mà mất mát. "Mẹ, con lấy xong sách rồi." Giọng Tiểu Hải vọng đến khiến cho Thư Hoa lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ đẩy Lục Tử Hàn ra, cúi xuống giữ khoảng cách nhất định. "Tuy tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin anh hãy tự trọng. Cái ôm vừa nãy tôi sẽ không tính. Mau từ giờ anh nên kiềm chế chút, đừng có xúc động trước mặt người lạ." Nói xong, cô vội nắm lấy tay của Tiểu Hải rời đi. Còn Lục Tử Hàn vẫn bất động tại chỗ. Hắn giơ hai bàn tay ra, nhìn chăm chăm vào trong sự vui mừng khó tả. Hắn không rõ tại sao cô lại quên hắn, nhưng hắn nhất định sẽ mang cô về nhà. "Chú, đứa bé kia nhìn thực sự giống chú đấy. Có khi nào là cô sinh ra mà chú không biết không?" Lục Tử Hàn không trả lời, hắn nhìn về phía Tiểu Luân, vươn tay xoa đầu thằng bé. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì hẳn thằng bé vừa rồi là con trai của hắn đi. Đừng có nói là sự trùng hợp, vì hắn sẽ không bao giờ tin. Một người giống hệt vợ hắn lại có mùi hương cũng y hệt. Một đứa trẻ là phiên bản mini của hắn. Làm sao hắn có thể tin đây là sự trùng hợp đây? Nếu thực sự là trùng hợp, ba đứa bé nhất định phải là Lục Tử Thâm. Nhưng theo như hắn biết, Lục Tử Thâm đang định cư ở nước ngoài, khả năng cao sẽ không biết gì về chuyện này. "Đi thôi, bám theo hai người họ." "Dạ." Thử Hoa vừa dẫn Tiểu Hải về nhà, Tiểu Ngư từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy chân của cô. Ngay cả Hạc Hiên
còn vui hơn cả con bé. Anh đi đến, ôm chặt lấy cô trong sự sùng sướng, không diễn tả thành lời. Có chuyện gì mà hai ba con vui như vậy? Anh nắm chặt lấy tay cô, rủ rủ nói. Thử Hoa, cuối cùng ai cũng đã điều chế xong thuốc giải cho em rồi. Thật sao? Chẳng phải bảo là mấy ngày nữa à? Tất cả là nhờ Tiểu Ngư hết, con bé đúng là công chúa may mắn của anh. Hạc Hiên kích động đến nỗi nhấc bổng Thu Hoa lên xoay một vòng khiến cô không kịp phản ứng. Tiểu Ngư được bà khen thì cười tít mắt, một nhà bốn người tràn ngập sự hạnh phúc. Lục Tử Hàn đứng bên ngoài đã thấy rõ tất cả, không hiểu sao trái tim hắn lại quặn đau thắt sâu vào trong lòng. Vốn hắn cứ ngỡ Tiểu Phi chỉ mất trí, nhiều khi chứng kiến cảnh cô và người đàn ông kia cứ nói vui vẻ khiến hắn không thể chịu đựng được. Lục Tử Hàn thật muốn xông vào để tách hai người họ ra, dẫn Tiểu Phi trở về, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô, hắn lại không nỡ. Trước đây cô đã từng cười như vậy với hắn, bây giờ nụ cười ấy lại dành cho một người khác mất rồi. Lục Tử Hàn tự hỏi, nếu như hắn xông vào, liệu có khiến cô mất đi sự vui vẻ như hiện tại không? Chú à, sao lại không vào dẫn cô đi? Tiểu Luân nắm lấy góc áo của Lục Tử Hàn, lay lay. Chú không đỡ, khiến cô ấy tổn thương. Là vì không đỡ, nên chỉ đành trơ mắt nhìn người con gái mình yêu, cười nói vui vẻ bên người đàn ông khác. Chân hắn không cử động được, đứng yên tại chỗ, mà nhìn chăm chú về phía hình bóng của Thư Hoa đang dần khuất dạng. Lúc sau, Tiểu Ngư cầm một bọc rác ra ngoài vứt, đi ngang qua chỗ Lục Tử Hàn đang đứng. Con bé chợt dừng lại, hướng đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm hắn không chớp mắt. Thấy vậy, Lục Tử Hàn đang ngồi xuống, véo nhẹ vào má của Tiểu Ngư, mỉm cười. Chú thật xinh đẹp, Tiểu Ngư chưa từng thấy ai đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả bà nữa. Người đàn ông vừa nãy là ba con sao? Cô bé lập tức gật đầu. Lục Tử Hàn nhìn Tiểu Ngư, trong lòng sinh ra một cảm giác thân thuộc. Hắn hơi nghiêng về phía trước, đặt lên trán của Tiểu Ngư một nụ hôn nhẹ. Sau đó vội lấy trong túi áo ra một hộp kẹo vị ngũ sắc và một chiếc nhẫn. Ngoan, giúp chú được cái này cho mẹ của con, rồi chú sẽ cho con kẹo. Sao chú không vào tự tay đưa cho mẹ mà lại đứng đây? Lục Tử Hàn để hộp kẹo và hộp nhẫn vào tay của Tiểu Ngư, ghé sát tai cô bé nói nhỏ. Vì chúng là kẻ xấu, chẳng phải mẹ con với ba con đang hạnh phúc sao? Nếu chú tự mình mang vào sẽ dọa sợ mẹ con. Tiểu Ngư gật đầu rồi lập tức quay người chạy vào trong. Lục Tử Hàn mới lưu luyến đứng dậy, ra tay Tiểu Luân hướng ra bến cảng trở về. Tiểu Phi, tìm được em anh rất hạnh phúc. Bao năm nay anh không buông bỏ được, anh đã từng có suy nghĩ không thể sống thiếu em, cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười của em, không hiểu sao anh lại rơi nước mắt. Nụ cười ấy không dành cho anh mà là cho người khác. Anh sợ mất em, nhưng điều anh sợ hơn cả chính là khiến em buồn. Có lẽ anh nên lùi lại về phía sau chờ đợi em, chờ em nhớ ra anh, chờ em quay lại. Mẹ ơi, có chú xinh đẹp bên ngoài bảo con đưa hộp này cho mẹ. Chú xinh đẹp còn cho Tiểu Ngư cả kẹo ngon nữa. Tiểu Ngư đưa hộp nhẫn cho Thư Hoa, trong tay còn ôm một hộp kẹo. Thư Hoa nhận lấy thứ mà Tiểu Ngư đưa cho cô, sau đó mở ra. Bên trong hộp là chiếc nhẫn nam đính kim cương rất đẹp. Nhìn chiếc nhẫn, cô ước tính nó không phải là rẻ. Chiếc nhẫn giá trị như vậy mà tại sao người đàn ông kia lại đưa cho Tiểu Ngư? Thư Hoa vội vàng bỏ nhẫn vào hộp rồi chạy ra bên ngoài, muốn tìm người đàn ông kia để trả lại cho anh ta. Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Nhưng khi cô chạy ra, người đàn ông kia đã bỏ đi từ bao giờ. Thư Hoa dọc theo con đường chạy về phía bến cảng. Đúng lúc cô vừa đến, chuyến tàu cuối cùng cũng đồng thời nhổ leo. Cô chạy đến bên cạnh bờ biển, đưa mắt dõi theo chiếc tàu, phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi trên đó. Ai ta đang quay lưng về phía cô. Chắc đây là người đàn ông đã đưa cho Tiểu Ngư hộp nhẫn. Không hiểu sao Thư Hoa bỗng dõi theo người đàn ông kia. Bóng lưng đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu cô hiện lên những mảnh vụn ký ức lạ lẫm. Nước mắt của Thư Hoa bỗng chảy xuống, mà cô chẳng biết vì sao bản thân lại khóc. Trái tim cô như bị cái gì cứa vào, rất đau. Cho đến khi dùng xong bữa, Thư Hoa vẫn cảm thấy tâm trạng chưa nguôi đi,
Cô vội trở về phòng, mở tủ ra, lục lọi tìm đồ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Thư Hoa cũng tìm thấy một chiếc nhẫn. Cô đem chiếc nhẫn của mình và chiếc nhẫn của người đàn ông lạ mặt kia với nhau, phát hiện cả hai chiếc nhẫn là một cặp. Lần này Thư Hoa rất bàng hoàng, cô nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, không thể kìm nén được bật khóc. Mà cô càng khóc, máu từ miệng cũng thế càng chảy ra, độc trong người cũng vì kích động mà phát tác, khiến Thư Hoa ngã xuống sàn nhà. Tử Hàn, em yêu anh. Tử Hàn, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Bao năm qua, cuộc sống của cô vốn rất yên bình, vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ yên bình như ngày nào. Thật không ngờ, người đàn ông hôm nay xuất hiện đã khiến cô thay đổi cách nhìn. Cái tên Tử Hàn liên tục vang lên trong đầu cô, rất đau. Hạc Hiền cầm viên thuốc giải mới điều chế thành công và một cốc nước, vui vẻ đi vào. Ngờ đâu anh lại phát hiện ra Thư Hoa nằm dưới đất, miệng còn không ngừng chảy máu. Thư Hoa, Thư Hoa, em sao vậy? Anh chạy vội đến, đỡ lấy cô ngồi dậy, rồi nhanh chóng đưa thuốc vào trong miệng của cô. Nhanh, uống thuốc xong, em sẽ không sao. Cơn đau khiến cho Thư Hoa như mất đi lý trí. Cô vô thức nắm chặt lấy tay của Hạc Hiền. Trong cơn mơ, Lê Tục gọi tên Tử Hàn. Lúc này, Hạc Hiền như chết lặng. Anh ta lại nhìn xuống hai chiếc nhẫn mà cô làm rơi dưới đất. Trước đây, Hạc Hiền có thấy Thư Hoa đeo chiếc nhẫn dành cho nữ này. Anh đã biết cô có người trong lòng rồi. Đấy chỉ có thể là nhẫn đôi. Thật không ngờ nhanh như vậy, có ai đó đã đưa cô chiếc nhẫn nam còn lại. Trước đây, Thư Hoa thường thắc mắc với anh rằng đã mua nhẫn ở đâu. Nhưng anh chưa bảo rằng cùng cô tiết kiệm để mua. Tất cả đều là anh nói dối. Bao năm nay, nói là anh không có tình cảm gì với Thư Hoa thì cũng không phải. Tuy ban đầu anh chỉ đơn giản cứu cô vì muốn giải chất độc này, nhưng dần dần cô xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà anh chưa từng có. Rồi cả Tiểu Hải và Tiểu Ngư, hai đứa bé rất dễ thương. Dù biết hai đứa không phải con ruột mình, nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc hai đứa. Nhiều lúc anh đã tự lừa dối bản thân rằng chuyện này sẽ cứ kéo dài như vậy. Chỉ cần anh không nói, tổ ấm của anh sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến lúc này, Hạc Hiên cảm thấy bản thân đã sai rồi. Nhìn Thư Hoa đau khổ nhắc tên người kia, anh cảm thấy rất đau lòng. Lát sau, thuốc đã ngấm, Thư Hoa ngất đi trong vòng tay của Hạc Hiên. Anh nhanh chóng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận. Bao năm nay, anh và cô chưa từng ngủ chung phòng, cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận với cô. Anh biết bản thân chỉ là đang thế chỗ của người khác mà thôi. Hạc Hiên nhìn Thư Hoa nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Có lẽ anh nên buông tay cô để cô có thể trở về với cuộc sống của mình rồi. Dù em là ai, thì trong lòng anh, em sẽ mãi là Thư Hoa của anh. Sáng hôm sau, Thư Hoa tỉnh dậy, trên gương mặt của cô ướt đẫm lệ, hai mắt sừng húp, vẻ tiểu tụy. Cô quay sang, thấy Hạc Hiên đang gục xuống giường, nắm chặt lấy tay cô. Chắc đêm qua, anh lo rằng cô bị phản ứng thuốc nên đã thức trắng đêm canh chừng cô. Thư Hoa nhẹ nhàng rút tay ra, Hạc Hiên vậy mà bị đánh thức, mở mắt. Hai người nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, Thư Hoa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, gượng gạo giữa hai người. Em nhớ lại được rồi. Điều này anh biết. Đây là tác dụng phụ của thuốc. Hạc Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với cô khi cô khôi phục lại trí nhớ của mình. Lát nữa, em sẽ thu dọn đồ đạc, đưa Tiểu Ngư và Tiểu Hải trở về. Nghe cô nói vậy, Hạc Hiên bất giác thở dài. Anh nở một nụ cười chua chát. Từng hình ảnh hạnh phúc của hai người bỗng hiện lên trong đầu của Hạc Hiên. Anh không nỡ, không nỡ để cô rời đi. Tuy nhiên, anh lại không mở lời được. Thử Hòa, anh xin lỗi. Em vốn tên là Lạc Vi. Còn nữa, anh không phải xin lỗi, là em và bọn trẻ nợ anh. Khi em mất trí nhớ, em đã tưởng ngỡ rằng anh là người mà em yêu nhất. Nhưng khi gặp lại anh ấy, dù nhận được chiếc nhẫn này, cuối cùng em nhớ ra là em đã từng rất yêu anh ấy. Trên khóe mắt của Hạc Hiên bỗng rơi xuống một giọt lệ. Đây là lần đầu tiên
trong sâu đám tang của ba mẹ, anh đã khóc. Anh không thể ích kỷ giữ cô lại nữa. Anh đã lừa dối cô suốt 6 năm, lấy đi hạnh phúc thực sự mà đáng lẽ nên thuộc về ba ruột của hai đứa trẻ. Vậy sau này anh có thể đến thăm Tiểu Ngư và Tiểu Hải không? Anh chính là người ba đầu lòng của hai đứa. Bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Lạp Vi, có thể cho anh ôm em lần cuối, coi như tạm biệt được không? Hạc Hiền vừa dứt lời, Lạp Vi liền đồng ý, chủ động ôm lấy Hạc Hiền. Cô nợ anh ân tình quá nhiều, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của anh. Cả đời này, người cô yêu duy nhất chỉ có một người, đó là Lục Tử Hàn. Lạp Vi, giờ khỏi đây rồi, em và hai đứa nhỏ phải nhớ sống tốt. Còn nữa, anh thật sự yêu em. Mẹ, sao lại thu dọn hành lý rời đảo vậy? Mẹ và ba có chuyện gì sao? Con thấy ba buồn lắm. Ngồi trên thuyền, Lạp Vi cứ ngẩn ngơ nhìn về xa xăm, mãi cho đến khi Tiểu Ngư kéo áo cô làm nũng, cô mới sực tỉnh. Mẹ không nghe Tiểu Ngư nói sao? Vì cái gì mà mẹ lại bỏ lại ba chứ? Con bé mím chặt môi, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Lạp Vi đành ôm lấy Tiểu Ngư vào lòng an ủi. Đây là cách duy nhất để cô có thể làm. Những gì mà Hạc Hiên làm cho ba mẹ con cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng người cô yêu bấy lâu nay chỉ có Lục Tử Hàn, mà hai đứa bé này lại là con hắn. Cô không nỡ để chúng xa cách ba ruột của mình thêm nữa. Khác với Tiểu Ngư, Tiểu Hải trên tay cầm quyển sách vẫn chăm chú đọc rất chuyên tâm, trên lưng thằng bé khoác chiếc ba lô nhỏ. Tiểu Ngư, ba Hạc Hiên không phải ba ruột của chúng ta. Mẹ đang dẫn anh em mình đi gặp ba ruột. Nhưng tại sao? Lớn lên em sẽ hiểu, nên đừng khóc làm nũng với mẹ nữa. Giọng điệu của Tiểu Hải chẳng khác gì một ông cụ non cả. Tiểu Ngư nghe anh trai nói vậy cũng không khóc nữa. Con bé ngả đầu nằm trên đùi của Lam Phi, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt đi ngủ. Tiểu Hải, con biết hết rồi sao? Sáng nay con dậy sớm qua phòng mẹ, thấy mẹ và ba Hạc Hiên đang nói chuyện. Giọng nói của Tiểu Hải rất vô tư, dường như không có chút cảm xúc nào. Nhưng chỉ có Lạp Vi biết, thằng bé rất nhạy cảm. Tiểu Hải từ bé đến giờ chưa từng khóc trước mặt ai. Thằng bé chỉ khóc khi không có ai ở đó. Nếu không vì một lần Lạp Vi quên cho thằng bé uống sữa, vội vàng quay lại phòng thì không biết được chuyện này. Tiểu Hải lúc đó còn nhỏ, nằm một mình trong lùi, cất tiếng khóc nức nở. Chỉ khi Lạp Vi vừa bước chân vào, thằng bé liền im lặng ngay. Đúng là con trai cô rất đặc biệt, điều này mới khiến cô càng lo hơn. Kể như Tiểu Hải cứ vô tư như Tiểu Ngư thì tốt. Ba con tên là Lục Tử Hàn, chính là người hai mẹ con mình gặp ở hiệu sách. Chỉ là mẹ không nhớ ra ba của con. Lần này trở về, mẹ mong hai đứa sẽ yêu ba như yêu ba Hạc Hiên. Tiểu Hải nghe đến đây, gập sách lại rồi cất vào ba lô. Thằng bé như Lạp Vi nghiêm túc nói. Nếu như ba đối xử tốt với mẹ như ba Hạc Hiên, con cũng sẽ yêu ba như vậy. Nhiều lúc Lạp Vi tự hỏi có thực Tiểu Hải chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi hay không. Những lời thằng bé nói khiến cô vô cùng cảm động. Dù sao ông trời cũng rất công bằng để cô rời xa Lục Tử Hàn, nhưng đã đem Tiểu Hải đến bên cô. Có thằng bé, Lạp Vi cảm thấy phần trống vắng trong tim dịu đi phần nào. Tuy không thể lấp trọn nhưng cũng khiến cô ấm áp hơn. Lạp Vi nhìn nhẫn mở ra xem, bên trong có hai chiếc nhẫn lấp lánh. Cô đã bỏ lỡ Lục Tử Hàn 6 năm rồi. Điều mà cô hối hận nhất chính là bản thân không thể nhớ ra hắn sớm hơn. Hai người đã từng gặp nhau, Lục Tử Hàn đã từng ôm cô, vậy mà cô lại không nhớ. Không biết lúc ấy hắn có bị tổn thương hay không. Chiếc thuyền đã rất nhanh cập bến. Lạp Phi tay ôm Tiểu Ngư đang ngủ, tay kéo vali đi về phía trước. Tiểu Hải cũng rất trách nhiệm, trên người đeo ba lô, tay kéo vali nhỏ đi theo mẹ. Ba mẹ con đi đến đường lớn, Lạp Phi bắt một chiếc taxi rồi theo trí nhớ cũ về quê thăm ba của cô trước. Con đường giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Cô cùng hai đứa trẻ xuống xe, nhìn căn nhà cũ trước mặt mà lòng cảm thấy rộn ràng. Lạp Phi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông cửa. Ấn một lần không thấy gì, cô liền ấn lần thứ hai, lần thứ ba. Đến khi cô không kiềm được nước mắt mà bật khóc, đột nhiên cánh cửa được ai đó mở ra. Ba, Lam Tống Quân mặc bộ quần áo thoải mái, mái tóc giờ đây đã bạc trắng,
làn da nhăn nhẻo, không còn vẻ hào nhoáng như trước đây nữa. Năm ấy, ba cô bị ung thư, cứ tưởng rằng đến bây giờ cô không thể gặp mặt ông nữa. May thay, ba cô vẫn không sao. Là vì, là con sao? Cô để Tiểu Ngư xuống cho Tiểu Hải rồi lao đến ôm lấy ba. Bao năm nay, cô mất trí nhớ, đã không thể hoàn toàn chăm sóc cho ba được. Nhìn cơ thể gầy gò này của ba khiến lòng cô đau như cắt. Còn làm Tống Quân vui đến nỗi chảy nước mắt. 6 năm trước, Lục Tử Hàn có đến quỳ xuống dưới chân ông, xin ông tha thứ vì không bảo vệ được La Phi. Ông cứ tưởng đã mất đi đứa con gái này rồi, nên hoàn toàn suy sụp. Cũng may ông trời có mắt, cho ông còn sống đến tận bây giờ để có thể gặp lại con gái. Hai bà con gặp nhau thì mừng rỡ, làm Tống Quân nhanh chóng dẫn La Phi cùng hai đứa nhóc vào nhà. Sau một hồi nói chuyện, cô mới biết bao năm nay Lục Tử Hàn đã vất vả chạy ngược chạy xuôi để chạy chữa cho ba mình ra sao, duyên trời như thế nào. Hôm ấy Hàn đã gặp một vị bác sĩ thiên tài, vì thế bệnh tình của làm Tống Quân mới có thể kéo dài đến bây giờ. Tuy không thể trị tận gốc, nhưng kéo dài được từng ấy năm cũng là kỳ tích rồi. Thằng nhóc đó à, tháng nào cũng đến thăm ba, mỗi lần ba đi qua phòng con đều nghe thấy tiếng nó khóc. Thật là ba không biết nói gì, ba chưa từng thấy ai yêu vợ mình như thế cả. Nó không những giúp ba điều hành Lam thị, còn phải lo bệnh tình cho ba. Thằng nhóc đó rất tốt. Ba nói đúng, anh ấy rất tốt. Vậy mà cô lại không làm gì được cho Lục Tử Hàn ngoài việc quên đi hắn. Tiểu Ngư, Tiểu Hải, đây là ông ngoại của hai đứa, mau qua chỗ ông đi. Cả hai đứa nhóc nghe mẹ nói vậy thì chạy lại phía làm Tống Quân. Ông vui vẻ nở nụ cười tươi, ôm hai đứa nhóc vào lòng. Quả nhiên hai đứa nhóc này đều có điểm giống với Lam Phi và Lục Tử Hàn. Ông sống đến hôm nay để gặp được con gái và cháu ngoại, đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Lam Phi và hai đứa nhóc ở lại nhà của làm Tống Quân đến chiều. Hành lý cũng khá nhiều nên cô đành để bớt ở lại đây. Mỗi cô dự định sẽ đưa hai đứa về thăm bà cho ông ngoại đỡ nhớ. Ba mẹ con gọi một chiếc xe tạm biệt ông ngoại rồi trở về khu căn hộ trước kia. Trên đường đi, La Phi luôn chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. Tất cả đã thay đổi, không giống như trước đây nữa. Đi mất mấy tiếng, cuối cùng ba mẹ con cũng đến nơi. La Phi dẫn hai đứa nhóc vào thang máy, ấn nút lên tầng 32. Tim cô lúc này đập loạn nhịp. Thật sự cô không biết phải đối mặt với Lục Tử Hàn ra sao nữa. Mẹ ơi, nơi này đẹp quá. Nếu bà đồng ý, sau này chúng ta sẽ ở đây. Vừa nói, La Phi vừa xoa đầu Tiểu Ngư. Chân cô đi đến chân hành lang quen thuộc như trước. Đi qua cả nơi cô và hắn đã từng trao nụ hôn cho nhau. Tất cả những ký ức đẹp lúc ấy như ùa về. Trở lại đây thật tốt. Lục Tử Hàn đang treo lại những tấm hình của La Phi trên tường. Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa. Rất lâu rồi hắn không tiếp người lạ nên chẳng bao giờ mở cửa cho ai. Ngoài Dù Minh Hậu biết mật khẩu để đi vào thì chẳng ai đến đây cả. Lục Tử Hàn định lờ đi, muốn vào phòng tắm rửa thân thể. Tâm trạng hắn lúc này vẫn cứ buồn như vậy. Hắn vẫn đang chờ đợi Tiểu Phi của hắn về. Bước chân của Lục Tử Hàn chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng có ai đó đang nhấn mật mã cửa. Đúng lúc hắn quay người lại, cửa chính cũng từ từ được mở ra. Chiếc khăn tắm trên tay của Lục Tử Hàn chợt rơi xuống đất. Giọng nói như trách móc của La Phi vọng đến. Ngoài đề mật mã là sinh nhật của em ra, thay anh không đổi được cái khác à? Trước mặt Lục Tử Hàn, La Phi cùng hai đứa nhóc đứng hai bên đang xuất hiện ô cửa. Hắn như không tin vào những gì mình thấy. Cả người trở nên cứng đờ. Cho đến khi La Phi buông hành lý xuống, giang tay ra, nở nụ cười như năm nào. Cuộc đời em gặp được anh chính là niềm hạnh phúc nhất. Ông xã à, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Anh, em, Tiểu Ngư và Tiểu Hải sẽ bắt đầu một cuộc mới. Ông xã, em về với anh đây. Tiểu Ngư, đừng khóc nữa. Ngoan, khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn con về với ba Hạc Hiên. Không, con muốn ba Hạc Hiên. La Phi nhìn ra sắc trời bên ngoài đã tối, trong lòng cô bất giác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mà Tiểu Ngư lại cứ quấy khóc,
luôn miệng đòi gặp Hạc Hiên, khiến cô không biết phải làm sao. Đêm nào, Tiểu Ngư cũng theo thói quen nghe Hạc Hiên đọc truyện nên đã tạo thành thói quen. Nếu là người khác, con bé nhất định sẽ không chịu. Tiểu Ngư, đừng khóc nữa, hai mẹ kể chuyện cho con nghe. Không muốn đâu. Đang không biết làm thế nào, La Phi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Lục Tử Hàn đi vào, trên tay còn cầm theo một quyển truyện cổ tích dài cụp. Hắn đi đến cạnh bên giường, đỡ La Phi đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, tay vươn ra xoa đầu con bé. Tiểu Ngư công chúa, xinh đẹp như vậy mà khóc thì sẽ rất xấu gái. Lời nói của Lục Tử Hàn thành công khiến Tiểu Ngư ngừng khóc hẳn. La Phi một bên nhìn Lục Tử Hàn ân cần dỗ dành Tiểu Ngư thuần thục như vậy, đến bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Bao năm nay Lục Tử Hàn chưa từng biết sự tồn tại của hai đứa bé, làm sao hắn có thể chuẩn bị đủ một cách tốt như vậy. Ngay cả căn phòng của Tiểu Ngư được thiết kế lấy màu hồng làm chủ đạo, tủ quần áo, giày dép được may thủ công kiểu dáng công chúa đáng yêu, ngay chính trước giường lớn một đống thú bông đủ màu sắc khiến đứa trẻ nào cũng phải sáng mắt lên. Cái gì ra cái đó, thậm chí Lục Tử Hàn còn chuẩn bị đồ cho Tiểu Ngư cẩn thận hơn cả cô nữa. La Phi thấy tình hình có vẻ ổn thì nhẹ nhàng đi ra ngoài để hai ba con trong phòng. Cô đi đến bên phòng của Tiểu Hải, mở cửa ra thấy thằng bé vẫn đang bật đèn học đọc sách. Khác với phòng của Tiểu Ngư, phòng của Tiểu Hải có cả một kệ sách bạt ngàn từ điển và khoa học mà thằng bé hẳn mơ ước. Không những vậy, ngay cả giường cũng được thiết kế đặc biệt, còn có cả bộ mô hình lắp ráp chế tạo mà Lục Tử Hàn chuẩn bị sẵn ở trong tủ. Nói tóm lại, phòng của Tiểu Hải và Tiểu Cư đều thiết kế dựa trên sở thích của hai đứa, rất vừa lòng. Tiểu Hải, sao vẫn còn đọc sách nữa, mau đi ngủ đi. Tiểu Hải rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thằng bé nghe cô thúc giục thì nhanh chóng đóng sách lại, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi lên giường nằm. Cái giường với lớp đệm ở dưới rất êm, thằng bé còn thích thú lăn lộn mấy lần. Con cũng sắp lên tiểu học rồi ha, sau sinh nhật của hai anh em, mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cho hai đứa. Ở trường, nhớ theo dõi em giúp mẹ, con bé tính tình không tốt, con nên lựa lời mà bảo em. Hai mắt của Tiểu Hải nhìn lên trần nhà, nơi đặc biệt điểm sắc cả vũ trụ bao la với những vì sao lấp lánh. Mẹ, con rất hài lòng với bà. La Phi mỉm cười, đi đến xoa đầu Tiểu Hải rồi giúp thằng bé tắt đèn đi ngủ. Đúng là trẻ con, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Chỉ cần có được thứ chúng muốn, chúng sẽ rất vui vẻ, dễ dỗ. Mãi đến nửa đêm, La Phi đang nằm trên giường đọc tin tức thì Lục Tử Hàn mới trở lại. Hắn có vẻ mệt mỏi, đem quyển truyện cổ tích đặt lên đầu bàn rồi lên giường ôm lấy cô. Bao năm nay, Lục Tử Hàn chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần hắn nhắm mắt, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của La Phi nằm trong vũng máu. Hắn rất sợ, bản thân chưa từng dám nghĩ cô sẽ chết. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì mà sống tiếp nữa. Tiểu Ngư ngủ rồi sao? Ừ, con bé rất ngoan. La Phi đã kể hết tất cả mọi chuyện trong 6 năm qua cho Lục Tử Hàn nghe. Kể cả việc Tiểu Ngư suốt ngày bám lấy Hạc Hiên, đêm nào cũng muốn ba Hạc Hiên đọc truyện dỗ đi ngủ. Hai người tâm sự rất lâu, có vẻ như câu chuyện của họ mãi không có hồi kết. Tiểu Ngư còn nhỏ, sau này con bé sẽ hiểu thôi, thời gian này anh chịu khó chút. Lục Tử Hàn nhích người sát lại, ôm chặt lấy La Phi, giống như đang sợ cô đi mất. Anh là ba của con bé, vì vậy phải có trách nhiệm với con bé. Và lại, con bé thích nghe anh kể chuyện cổ tích hơn tên Hạc Hiên kia. Được rồi, đây mới đúng là Lục Tử Hàn mà cô quen. Cơn ghen có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng sao anh lại biết mà đã thiết kế phòng cho Tiểu Hải và Tiểu Ngư vậy? Là do anh đã xác định tương lai của hai ta. Em sẽ sinh cho anh một tiểu công chúa. Mấy năm nay, anh đã lên mạng tìm hiểu cách làm bà, đi học khóa học tâm lý để hiểu suy nghĩ của trẻ con hơn. Anh đã tham khảo rất nhiều tư liệu, dùng những đồ tốt nhất để tạo ra căn phòng đó cho con gái của chúng ta. Anh hy vọng con bé sẽ thích. Cô không ngờ Lục Tử Hàn lại có thể nghĩ đến những vấn đề này. 6 năm qua, hắn vẫn duy nhất chỉ hướng về cô. Hắn đã chờ đợi học cách làm bà như thế nào mới là tốt nhất. Hắn sẽ chờ cho đến khi không thể chờ được nữa. Cô mà không trở về, hắn cứ sẽ sống như vậy đến hết đời, hoặc là chết cùng cô. Anh mong
chúng ta có một đứa con gái xinh đẹp giống em. Nhưng thật không ngờ, có ngày anh gặp em ở hiệu sách. Tiêu Hải nhìn anh mới vội vàng gọi điện để Du Minh Hạo kêu người đến làm một căn phòng cho Tiêu Hải. Anh thấy thằng bé cầm sách khoa học và lắp ráp mô hình, nên anh đã bảo người dựa trên sở thích của thằng bé mà thiết kế sao cho phù hợp. Em biết không, lúc gặp em khu điện đất, tiếc là em không nhận ra anh. Cái ôm thật lạnh lẽo. Trái tim của Lạp Phi chợt nhói đau một cái. Cô biết bản thân đã khiến Lục Tử Hàn tổn thương rất nhiều. Thực ra cô nhận thấy tình yêu của hắn đối với cô rất lớn, lớn đến nỗi mà không một người đàn ông nào có thể làm được như vậy. Ông xã, em xin lỗi, em chưa từng mang đến hạnh phúc cho anh. Bây giờ và sau này, em muốn cùng anh xây dựng gia đình của chúng ta. Em sẽ cố hết sức bù đắp cho anh, không để anh phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Nghe những lời này, trong lòng của Lục Tử Hàn dường như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn xúc động, hai tay giữ lấy hai bên má của Lam Phi, đặt một nụ hôn xuống. Anh yêu em, tiểu phi của anh không chắc chúng ta sẽ còn kiếp sau, nhưng kiếp này anh sẽ yêu em bằng cả cuộc đời của anh, cả hai bảo bối của chúng ta nữa. Cuộc sống của Lam Phi vẫn cứ tiếp diễn bình yên như vậy. Lục Tử Hàn trao trả lại quyền quản lý Lam Thị cho Lam Phi. Trợ lý Lưu sau khi gặp lại cô không ngừng vui đến nỗi phát khóc. Chỉ tội là ngày nào anh ta cũng lấy lý do khiến cô tăng ca để tiếp nhận tiến độ công việc. Mỗi khi về nhà, Lạp Phi đã thấy một bàn đồ ăn ngon trước mắt. Lục Tử Hàn phụ trách chăm hai đứa trẻ, việc nhà có người giúp việc lo, còn riêng cô chỉ cần đi làm về, ăn tối và đi tắm, lên giường ngủ. Cứ một tháng, cô sẽ đưa Tiểu Hải và Tiểu Ngư về thăm ba Hạc Hiên. Mặc dù Lục Tử Hàn không có bằng lòng, nhưng thấy hai đứa con đang háo hức như vậy cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Bao năm nay, ba mẹ con em nợ Hạc Hiên rất nhiều. Và lại, anh ấy là bà đỡ đầu của Tiểu Hải và Tiểu Ngư, nên... Không sao đâu, chỉ cần em về nhà, mọi thứ anh sẽ không để ý. Lạp Phi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Tử Hàn thì không nhịn được vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thật là cô không thể bình tĩnh nổi khi đứng trước Lục Tử Hàn. Sao hắn lại dễ dãi như vậy chứ? Đúng là người chồng quốc dân. Sắp tới là sinh nhật của Tiểu Hải và Tiểu Ngư. Anh định tổ chức sinh nhật cho hai đứa lớn một chút, ý em sao? Được đấy ông xã, anh làm cái gì em cũng đồng ý. Được rồi, đừng ôm chặt cùng anh nữa. Không muốn. Hai người đang vui vẻ trêu chọc đối phương thì tự nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Hải và Tiểu Ngư mặc đủ đôi, trên vai khoác chiếc ba lô dễ thương, đờ mắt nhìn chằm chằm hai người. Tiểu Ngư mở to đôi mắt nhìn ba mẹ đang hành động kỳ quặc thì ngu ngẩn. Mẹ, sao lại bẻ cổ ba? Mẹ bắt nạt ba hay sao? Tiểu Hải nói. Lớn đầu rồi, còn ngồi chơi trò vô vị, trễ giờ rồi đấy mẹ. À, mẹ xin lỗi, mẹ chuẩn bị ngay đây. Thật xấu hổ muốn chết, muốn có không gian riêng tư một chút cũng khó nữa, thật là. Tiệc sinh nhật của cậu ấm cô Triều, nhà Lục Tổng được tổ chức rất hoành tráng. Lục Tử Hàn đã chi rất nhiều tiền cho bữa tiệc đình đám này. Đây là lần đầu tiên hắn được đón sinh nhật cùng hai đứa nhóc, đến trong lòng có chút phấn khích. Dù Minh Hậu đã đứng xa làm người chủ trì cho bữa tiệc, nhưng trong lòng ai cũng biết là anh ta đã nhắm trúng Tiểu Ngư và Lục Tử Hàn. Ngay từ khi gặp con bé, Dù Minh Hậu đã rất cao hứng muốn nhận ngay làm con dâu tương lai. Chỉ tiếc là Lục Tử Hàn bảo vệ con gái như bảo vệ bảo bối, không cho bất cứ ai đến gần quá. Tối nay, tại khách sạn lớn, tất cả các khách khứa lần lượt đi vào bên trong hội trường. Ngoài sảnh được trang trí vô cùng bắt mắt với những tấm hình của hai đứa trẻ treo đầy xung quanh. Cái ý tưởng mở tiệc lớn là của Lục Tử Hàn, nhưng mời khách quá đông lại là sự tự ý của Dù Minh Hậu. Anh ta nói rằng muốn mọi người gặp gỡ con dâu tương lai, nên đã bị Lục Tử Hàn ngăn cấm anh ta đến gần Tiểu Ngư hai bước. Bên này, La Phi và Vận Cẩm ngồi một chỗ trò chuyện với nhau giống như chị em thân thiết. Cẩm Vận, cảm ơn cô đã đến đây giúp tôi. Không có gì đâu. Mà nghe Hạo nhà tổ nói muốn nhận Tiểu Ngư làm con dâu tương lai đấy. Con lớn của Cẩm Vận và Du Minh Hậu là Tô Thiếu Luân, sau khi được Du Minh Hậu đưa về sửa thành Du Thiếu Luân. Em trai của Thiếu Luân hơn Tiểu Ngư một tuổi, tên là Du Mạch. Còn vị công chúa sinh cách đây không lâu là Du Linh.
Dù Minh Hậu muốn nhận Tiểu Ngư làm con dâu tương lai, nhưng không biết cho đứa con nào trong hai đứa con trai của mình. Nghe nói cô nghỉ việc ở sở cảnh sát rồi hả? Nghe La Phi hỏi vậy, Cẩm Vận cười nhẹ rồi gật đầu. Từ khi gặp lại Du Minh Hậu, tôi và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Gia đình tôi không chấp nhận thân phận mafia của anh ấy. Hai chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi suýt nữa mất đi du mạch trong lần bị truy sát đó. Cũng vì lần đó tôi mới nhận ra anh ấy yêu tôi như thế nào. Anh ấy đã hy sinh nhiều thứ cho tôi rồi. Tôi chỉ có thể nộp đơn từ chức ở sở cảnh sát để yên tâm bên anh ấy hơn. Nếu tôi không nghỉ việc, với thân phận của hai người sẽ không thể nào yên ổn được. La Phi cũng thấy có lý. Một người là cảnh sát, người kia lại là mafia. Hai bên không thể nào dung hòa được, trừ khi một trong hai từ bỏ. Cả bữa tiệc được chuẩn bị rất chu đáo, theo đúng quy trình vạch ra. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện với khách khứa, Tiểu Ngư luồn lách trốn ra khuôn viên phía sau. Từ nhỏ, cô bé luôn là người hoạt bát, ai gặp cũng khen đáng yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc với nhiều người như vậy, nên có chút luống cuống, chưa thích nghi được. Tiểu Ngư chạy đến trước xích đu trắng, muốn ngồi lên chơi. Tuy nhiên, chân cô bé mãi không vơi tới. Hai mắt của Tiểu Ngư rũ xuống, ỉu xìu. Một cánh tay từ phía sau vừa đến, bế cô bé ngồi lên xích đu. Tiểu Ngư quay người lại, phát hiện ra là anh Tiểu Luân đẹp trai, con của bác Minh Hậu và cô Cẩm Vận. Anh Luân, anh sao lại ra đây? Tiểu Luân mỉm cười, đẩy nhẹ xích đu cho Tiểu Ngư. Anh thấy em ra đây nên cũng đi theo. Công chúa, sao lại chạy ra đây vậy? Có chuyện gì à? Những người đó lạ lắm, Tiểu Ngư không có quen. Vậy từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em nhé. Có anh bên cạnh, không ai có thể làm hại em đâu. Thật à? Tiểu Ngư thích anh Luân nha. Sau này em lớn, em sẽ gả cho anh Luân. Tiểu Luân nghe vậy vẫn giữ nụ cười trên môi. Trong lúc ngồi trên xích đu để Tiểu Luân đẩy, không may Tiểu Ngư bị tuột giày. Cô bé theo bản năng muốn cúi người xuống cài lại, ai ngờ cả người đổ về phía trước. Tiểu Luân thấy không ổn, chạy đến muốn đỡ lấy Tiểu Ngư. Cô bé la lớn, nhắm mắt lại, tiếp đó xa vào lòng của ai đó, rồi cả hai ngã xuống đất. Tiểu Ngư, em có sao không? Tiểu Ngư vừa nãy bị hoảng, vẫn chưa hết sợ. Cô bé ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang đè trên người của một cậu bé, mà cậu bé trước mặt này là lần đầu tiên cô bé gặp. Tiểu Mạch, may mà em đỡ được Tiểu Ngư, suýt nữa thì con bé đã bị thương rồi. Cảm ơn anh. Mỗi lần được người khác giúp đỡ, Tiểu Ngư luôn nhớ lời mẹ là phải nói lời cảm ơn với đối phương. Đợi đến khi Tiểu Luân đỡ Tiểu Ngư đứng dậy, Tiểu Mạch mới tử tốn vùi bụi trên quần áo. Thằng bé không nói không rằng định quay người bỏ đi, ai ngờ Tiểu Ngư chạy vụ đến nắm lấy tay của Tiểu Mạch. Anh đẹp trai giống như anh Luân vậy. Anh với Luân là anh em, để giống nhau là điều đương nhiên. Sao anh lại không cười với em? Tiểu Mạch hơi cau mày, lạnh lùng cúi xuống nói bên tai Tiểu Ngư. Vì anh không thích em như anh Luân. Ngoại chuyện về Tu Song, Lục Cần. Tôi có cái tên rất kêu là Tu Song. Tôi không có bố mẹ. Từ khi tôi có ý thức, tôi đã ở trong cô nhi viện rồi. Viện trưởng là một người tốt. Bà tuy lớn tuổi, nhưng sự khoan dung và sự chở che của bà khiến cho tất cả những đứa trẻ không nơi nương tựa như tôi cảm thấy ấm áp trong tim. Khi lên 3 tuổi, tôi phát hiện ra bản thân có khẩu giác rất nhạy bén, nhất là những hương thơm mà những người chăm sóc hay dùng. Có người rất nồng, có mùi lại rất thoang thoảng, thơm dịu. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã tiếp xúc với vô số mùi hương khác nhau. Chuyện này chỉ có mình tôi biết, tôi không tiết lộ với bất kỳ ai vì tôi luôn có suy nghĩ họ sẽ coi tôi là đồ lập dị. Năm tôi 10 tuổi, là đầu tiên tôi gặp một người đẹp như vậy. Họ gọi anh là Lục Tam Gia. Mỗi lần ra vườn chơi với bạn, tôi đều không nhịn được quay sang ngắm nhìn anh từ phía xa. Cái cách ôn nhu, lịch thiệp của anh khi nói chuyện với viện trưởng thật sự khiến cho tôi như bị thu hút. Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra với tôi. Viện trưởng nói tôi đã được nhận nuôi. Người đó không ai khác, chính là anh đẹp trai mà tôi lúc nào cũng nhìn trộm. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, Lục Cần đứng dưới ánh nắng mặt trời, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Anh ấy rất cao, khi đứng về anh ấy, tôi cảm giác như anh ấy trở thành lá chắn bao bọc cả người tôi vậy.
Sau này đi theo tôi, em có muốn đi cùng không? Có. Tôi cần tài năng của em giúp cho tôi, em sẵn sàng chứ? Dạ. Mọi người thường nói rằng ai cũng thích một đứa bé ngoan. Chính vì vậy, trước mặt Lục Cần, tôi luôn tỏ ra vâng lời, cố gắng làm theo những gì anh nói. Lục Cần dẫn tôi về biệt thự rộng lớn, cho tôi ăn ngon, cho tôi chỗ ở tốt, một căn phòng lung linh mà tôi tưởng ảo ước. Tất cả hiện ra trước mắt, khiến tôi tưởng chừng như đây là một giấc mơ. Tôi được đi học, được hòa nhập vào cuộc sống như bao người khác. Chỉ có điều, mỗi ngày tôi phải dành ra 4 tiếng học điều chế hương. Ban đầu, tôi không hiểu vì sao Lục Cần lại cho tôi học cái này. Mãi sau này tôi mới biết, anh cần mùi hương tôi điều chế để bình ổn cảm xúc, khiến cho giấc ngủ ngon hơn. Lần đầu tiên, tôi điều chế ra một mùi hương khiến anh thấy thoải mái. Cũng là lần đầu anh hài lòng tán thưởng cho tôi thêm một nụ cười. Có thể nói tôi mê mẩn nụ cười của anh mất rồi. Tôi bị chấm luôn vào đó, đến tối đi ngủ cũng thấy hạnh phúc. Tôi đi theo Lục Cần bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh tiếp xúc với một người phụ nữ nào ngoại trừ tôi. Điều này khiến tôi sinh ra ý niệm có lẽ bản thân xuất hiện bên cạnh anh chính là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Mỗi ngày ngắm anh làm việc, cùng anh ăn sáng, cùng anh đi đến tất cả các nước, Lục Cần đối với tôi như là cả thế giới thu nhỏ trong ký ức nhỏ nhoi của tôi vậy. Tôi cứ tưởng rằng mối quan hệ của chúng tôi cứ kéo dài thế này mãi. Nhưng khi trở về nước, cô ấy xuất hiện. Thì ra, bao năm anh không chạm vào phụ nữ vì anh mê mẩn mùi hương trên người La Phi. Nhưng cô ấy đâu có yêu anh, người cô ấy yêu là Lục Tử Hàn cơ mà. Cho dù tôi có cố gắng bao lâu, có tạo ra mùi hương giống như thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của La Phi trong mắt Lục Cần. Nhìn Lục Cần giam giữ La Phi, muốn cô ấy bên cạnh mà lòng tôi lại cảm thấy nhói đau. Thật là, người yêu thật lòng thì không để ý, cứ phải ép buộc cô ấy thì có ích gì. Nhiều lúc tôi thừa nhận bản thân rất ghen tị với La Phi. Tôi ghen tị vì bản thân xinh đẹp, không thua kém gì cô ấy. Vì sao mà Lục Cần không cho tôi cơ hội? Cái đêm đó, tôi đã ích kỷ sắp xếp cho cô ấy chạy trốn. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Lục Cần, chỉ muốn được anh để ý như trước kia. Tôi thay thế vị trí của La Phi, quyến rũ anh ấy. Khi ở trên giường, tử tức ra thịt, chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có điều, tôi nhận ra rằng bản thân chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi. Mỗi câu anh gọi tên của cô ấy lại khiến cho lòng tôi như rỉ máu. Ở bên cạnh anh ấy, nhiều năm như vậy không bằng một người xa cách, không yêu. Vì đã đoán được sau khi Lục Cần biết tôi lừa dối anh ấy rất nổi giận. Đến khi tận mắt chứng kiến anh ấy bóc cổ tôi, trái tim tôi đau đến nỗi muốn nổ tung ra. Thì ra, anh ấy chưa từng dịu dàng. Thì ra, anh ấy chưa từng cười ấm áp. Tất cả là do tôi tưởng tượng ra, gắn cho anh ấy cái mác như vậy. Anh ấy tức giận vì tôi thả La Phi đi, tức giận vì lừa dối lên giường với anh ấy. Lục Cần mà tôi tưởng biết đã khác rồi, anh ấy nhốt tôi vào ngục tối, xung quanh bốn bức tường lạnh lẽo, khiến tôi rất sợ hãi. Nếu cho tôi quay lại, tôi cũng không hối hận vì những gì mình làm. La Phi hứa sẽ quay lại cứu tôi, nhưng tôi quyết định sẽ không đi theo cô ấy. Cái ngày Lục Cần đưa tôi rời khỏi cô nhi viện, cho tôi mọi thứ, thì tôi đã trao sinh mệnh cho anh ấy rồi. Một mối tình đơn phương, rất nhiều năm tôi còn chờ được, huống chi là chờ thêm. Tôi ngồi trong ngục tối, không biết qua bao lâu, đến khi cánh cửa được mở ra, một đám cảnh sát ập vào, giải cứu cho tôi. Sau khi dò hỏi, tôi mới biết Lục Cần đã bị bắt rồi. Đám cảnh sát này cứ nghĩ tôi là nạn nhân để đã đưa tôi đến bệnh viện. Quả thật, đến tôi khi thấy bộ dạng này cũng rất hốt hoảng. Lâu ngày bị nhốt, cơ thể tôi gầy đến nỗi da bọc xương. Khi đến bệnh viện thì dường như kiệt sức, chỉ còn có thể nằm yên trên giường bệnh. Trước đây trong ngục tối, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn xuống cho tôi. Chỉ là 3 ngày cuối cùng trước khi cảnh sát đến, tôi chưa được ăn uống gì, đến nỗi hóa hết cả mắt. Suýt nữa thì hoang tưởng làm hại bản thân. Cô Tô, cô đã có thai được 4 tuần rồi, cơ thể cô hiện tại rất yếu, nếu không chú ý bồi bổ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bác sĩ,
Tôi có thai ư? Đúng vậy, cô nên chú trọng sức khỏe, ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn. Lát nữa, tôi sẽ bảo y tá mang thuốc kê đến, cô hãy nghỉ ngơi đi. Đến khi bác sĩ đi ra ngoài, tôi mới dám đặt tay lên bụng mình. Hiện tại, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Giá như tôi và Lục Cẩn được bên nhau thì đứa bé này chính là tâm can may mắn của tôi rồi. Dù sao, cũng là một sinh mệnh, tôi không nỡ bỏ đứa bé. Ngày tôi xuất viện, tôi đã đến ngân hàng rút tiền. Tài khoản hàng tháng của tôi được Lục Cẩn chuyển vào rất nhiều định kỳ. Chỉ là tôi không thiếu thứ gì nên không động đến. Số tiền trong này giờ nhiều đến nỗi có thể cho tôi và con sống đến hết đời. Lúc đầu tôi còn do dự không biết làm sao, nhưng tôi đang mang thai con nhục của Lục Cẩn, vậy nên tôi tiêu tiền anh cho cũng chỉ vì đứa bé mà thôi. Tôi đến trung tâm thành phố mua một căn nhà, dùng tiền mở một cửa hàng nước hoa nhỏ. Một bà mẹ đơn thân ban đầu còn rất bỡ ngỡ, tôi sợ động thai nên làm cái gì cũng phải cẩn thận hơn trước. Cái bụng tôi mỗi ngày một to mà việc kinh doanh cửa hàng ngày càng đông khách. Chính vì vậy tôi mới thuê một nhân viên bán hàng để trợ giúp mình. Một mình tôi trang trải là việc sắm sửa đồ trẻ sơ sinh tất bật. Cái gì không hiểu thì lên mạng tìm kiếm. Tôi còn tham gia các lớp mẹ bầu, chỉ là ai cũng được chồng đưa đón tận nơi. Còn tôi một mình lái xe lùi thùi đến lớp. Đến ngày dự sinh, cho dù tôi đã có sẵn tâm lý tốt, nhưng cái cảm giác đau đớn mà tôi chịu thật khủng khiếp. Cứ đau cắt ruột nào rồi cũng sẽ qua. Đến khi tôi được nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con thì mọi đau đớn không hiểu sao biến mất hết. Cô Tô, chúc mừng cô là một bé trai khỏe mạnh, bé được 3 cân. Cuộc sống của tôi mờ nhạt, thậm chí dần chi vào bóng tối. Đến khi có thêm tiểu bà bối xuất hiện, tôi dường như lấy lại được năng lượng sống. Con trai tôi tên là Tô Khuynh. Năm Tô Khuynh 2 tuổi, cửa hàng tôi đã ký được một hợp đồng với công ty lớn. Cho dù mỗi ngày tất bật công việc, tôi cũng đem thằng bé kề sát cạnh mình. Trên đời này, thằng bé là máu mủ duy nhất của tôi nên tôi đặc biệt quan tâm, bù đắp cả tình yêu không thể có của bà nó. Mỗi lần nhìn Tô Khuynh là tôi lại nhớ tới Lục Cẩn. Thằng bé rất giống anh, tôi không thể phủ nhận một điều. Càng lớn, những đường nét của Tô Khuynh giống Lục Cẩn như đúc. Điều này luôn nhắc nhở tôi rằng tôi và Lục Cẩn đã có một đứa con. Mẹ, vì sao Tiểu Khuynh không có ba vậy? Tiểu Khuynh của mẹ ngoan như vậy, làm sao không có ba được? Chỉ là ba con bận quá thôi, rồi sẽ có ngày con gặp lại ba. Tôi biết nói dối trẻ con là không nên, nhưng tôi không thể nói cho con biết được rằng bà nó sẽ không chấp nhận hai mẹ con mình. Người Lục Cẩn yêu luôn là Lam Phi chứ không phải là tôi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi dẫn Tô Khuynh đi biển chơi như đã hứa. Hai mẹ con tôi thuê một khách sạn gần biển, có lẽ hôm nay là cuối tuần nên đặc biệt đông người. Tô Khuynh trông rất vui vẻ, chạy lại chơi mấy đứa bé cùng trang lứa. Vài phút sau, vô sĩ Tô Khuynh đang chơi gần đó, nhưng thằng bé lại biến mất trước tầm mắt của tôi. Tôi sợ quá để đành chạy vội đi tìm nó. Giữa dòng người đông đúc, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy đi tìm con. Từ trước đến nay tôi bao bọc con như vậy, nếu nó xảy ra chuyện gì chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu đến nỗi tôi bật khóc. Đi mãi đến lúc phía sau vang lên một tiếng trả con, tôi dừng chân quay người lại. Mẹ, tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Lục Cẩn nữa, nhưng tại sao anh lại xuất hiện như vậy? Trước mặt tôi, Lục Cẩn đang bế Tô Khuynh trên tay, gương mặt quen thuộc đó khiến tôi vừa sợ vừa suy sụp. Nhớ lại cái vẻ tức giận khi ấy, nhớ lại cảnh anh cho người tống tôi vào ngục tối, tôi đã rất mất niềm tin vào mối tình này rồi. Tôi tiến nhanh đến giành lại Tô Khuynh rồi ôm lấy thằng bé vào lòng. Mẹ, sao lại khóc? Tiểu Khuynh, lần sau không được chạy lung tung, mẹ lo cho Tiểu Khuynh lắm. Mẹ, chú này bảo chú ấy là ba của con kìa. Không phải. Tôi không dám nhìn vào mắt của Lục Cẩn, chỉ biết vội vàng bế Tô Khuynh rời đi. Ngờ đâu Lục Cẩn lại nhanh chóng tiến tới, nắm lấy tay tôi kéo lại, nhân tiện nhấc Tô Khuynh vào lòng mà tôi chưa kịp phản ứng. Anh làm gì vậy? Mau trả con cho tôi. Làm gì sao?
em định mang con của tôi trốn đi đâu? Thằng bé không phải là con anh, mau trả nó lại cho tôi. Vậy ai sẽ chứng minh lời em nói khi ngoại hình của thằng bé giống tôi hơn là giống em? Câu nói này khiến tôi cứng họng, không phản bác được. Lưu Cần bỗng nở nụ cười rồi ôm Tô Huỳnh đi. Tôi sợ quá, vội vàng chạy theo hắn, muốn giành lại con. Thả con tôi ra, anh đừng có mà quá đáng. Tôi không hiểu vì sao mọi người xung quanh chỉ nhìn tôi trong hoàn cảnh chật vật như vậy mà không giúp đỡ. Mãi về sau, tôi mới hiểu rằng bọn họ tưởng ba chúng tôi là một gia đình và tôi là người đang giận dỗi. Lại thêm cái thằng con trai kia nữa, ông cô của Lục Cẩn giống như thân thiết lắm vậy. Thường ngày, thằng bé rất ngoan ngoãn, nghe lời tôi. Vậy mà, bây giờ lại tiếp tay cho kẻ khác. Tôi chạy theo Lục Cẩn về đến khách sạn. Lúc này, anh mới dừng bước, đưa Tô Khuynh cho một người đàn ông dẫn đi, rồi kéo tay tôi đi đến một góc khuất. Anh định làm gì con tôi? Anh... Tù xong, nghe đây. Hiện tại, em đã có con với anh. Em tốt nhất đừng ngoan ngoãn chút, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn nữa. Sao anh lại như vậy? Kể từ cái đêm đó, anh cho người nhốt tôi vào ngục tối. Anh có biết cảm nhận của tôi ra sao không? Tôi ở bên anh bao nhiêu năm, nhưng anh chưa một lần để ý đến tôi. Tôi biết anh yêu Lam Phi, tôi cũng đã buông bỏ rồi. Bây giờ, hai mẹ con tôi đang rất hạnh phúc sống với nhau. Anh còn xuất hiện làm cái gì nữa? Anh khiến tôi tổn thương còn chưa đủ sao? Anh nói anh là ba của Tô Huynh. Vậy anh nói xem, lúc tôi đau đẻ, anh ở đâu? Lúc tôi chăm con, đến đủ bệnh, anh ở đâu? Anh đừng có lấy cái danh nghĩa là ba của thằng bé trước mặt tôi. Anh không xứng. Nói một tràng dài, tôi thở dốc, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Lục Cẩn là người đàn ông mà tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi hận nhất. Thật không ngờ, Lục Cẩn nghe xong thì chợt ôm lấy tôi vào lòng. Đây là lần đầu tiên tôi được anh chủ động ôm. Cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trạng tôi càng kích động hơn bao giờ hết. Ai nói tôi không biết mấy năm qua em đã trải qua những gì. Mọi thứ về em và Tô Huynh tôi đều biết hết. Chỉ là khi đó tôi bị giam giữ, không thể ra ngoài được, chỉ có thể theo dõi hai mẹ con qua những tấm ảnh thôi. Điều tôi hối tiếc nhất chính là đã nhận nhầm người yêu một cách mù quáng. Mấy năm qua tôi đã tịnh tâm suy nghĩ lại. Tôi quả thật cần hương thơm trên người của La Phi, nhưng tôi hiểu lầm đó là tình yêu. Tôi đã điên cuồng muốn cô ấy bên cạnh. Tuy nhiên, đến khi chạm mặt cô ấy, đứng bên cạnh Lục Tử Hàn, trước khi bị đưa đi, tôi mới nhận ra bản thân đã sai cỡ nào. Mỗi ngày, tôi quen có em bên cạnh. Dù xa em, tôi cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Anh... Tôi không thể nào tin được những lời này lại từ miệng của Lục Cẩn thốt ra. Có thật là anh không hay là tôi đang mơ? Tôi xong, từ xưa đến nay, Lục Cẩn tôi chưa từng là người tốt. Tôi không những đã phụ em, còn không thể làm trách nhiệm với tư cách của một người bà. Tuy nhiên, có điều hôm nay tôi nhất định phải nói. Tôi đã yêu em rồi. Một cơn gió thoảng qua đưa lời nói đó vào tai tôi một cách rõ ràng nhất. Tim tôi lại như sắp rung động lần nữa. Tôi biết rằng anh đã làm tổn thương tôi, biết rằng anh không phải người tốt. Vậy mà vẫn cố đâm đầu vào. Có lẽ tôi cũng không phải là chính mình nữa. Đêm tối yên lặng, cửa sổ bật mở khiến tôi choàng tỉnh giấc. Ở khóe mắt của tôi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Tô Huynh đang yên giấc ngủ thì trong lòng chùn xuống. Là mơ sao? Giấc mơ này sao lại đẹp như vậy? Chỉ tiếc rằng giấc mơ không phải là sự thật. Ngay khi tôi định xuống giường đóng cửa sổ lại, bỗng một bàn tay từ phía sau vươn ra ôm lấy cả người tôi. Mùi hương nam tính quen thuộc này khiến tôi như ý thức được một cách chân thật. Sao lại tỉnh rồi? Lục Cần, là anh thật sao? Có phải em đang mơ không? Lục Cần từ từ xoay người tôi lại, tiện tay đóng cánh cửa sổ phía sau lưng tôi. Anh cúi xuống, chạm nhẹ chóp mũi vào mũi tôi, nói: là thật. Tôi bật khóc, Lục Cần vội vàng xoa nhẹ đầu tôi. Người đàn ông tôi chờ đợi bao nhiêu năm qua, người khiến tôi ngày đêm ngóng trông, cuối cùng cũng trở về. Không phải là mơ, không phải là ảo giác nữa. Lục Cần, em cũng yêu anh, yêu rất lâu rồi. Em chỉ mong cùng anh trải qua cuộc sống yên bình. Có anh, có em và có cả con trai của chúng ta nữa. Em yêu anh, rất yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.